Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 28 tháng 2 và sẽ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm túi xách Si Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có đang chạy ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em thì có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và em nhận chuyển khoản 100% đi đơn. Em không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái túi xách này mới về. Cái này là da bò dán xách tay nha anh chị. Da bò hạt rất là xinh. Và cái này cái màu của nó là tông màu xanh đen á, anh chị, xanh đen đậm nha. Hàng có thương hiệu đó. Size ngang đáy của nó sẽ được là 26 nè, ngang miệng 20, cao lên 20, độ dày là 13 cm. Mẫu này thì xách tay thôi, da bò xịn sò, độ mới rất là cao nha. Cái tông màu của nó là tông màu xanh và lên cái chiếu đèn nữa anh chị thấy nó bạc bạc, nhưng mà bên ngoài nó độ mới cao và đẹp nha anh chị. Cái khoen chỗ này thì nó còn sáng trưng luôn nè. Mẫu này thì có nút hết miệng, không có khóa kéo miệng, nhưng mà mình yên tâm là bên trong nó có một cái ngăn khóa kéo nhỏ. Lót là lót vải, hàng có hiệu là và được made in Italy anh chị ha. Ở phía sau lưng có một ngăn khóa kéo nhỏ xinh nữa. Dễ thương lắm. Mẫu này thì mình xách không có thương, không có thiết kế dây đeo nha anh chị ơi. Chốt giùm em mã số là K82, giá là 620.000. K82 giá 620, mẫu này xinh anh chị ha. K82 620.000 cho cái túi này. Em có một cái cặp này là của Dunhill, cặp này thì em đang sale đó anh chị, cặp da dành cho các anh nè. Đó, mẫu này là của Dunhill anh chị nha, thương hiệu rất là xa xỉ luôn. Size ngang là được 37 nè, cao lên là được 28. Tuy nhiên cái này thì nó có độ cũ anh chị, nó không có mới ken ha. Dây là dây zin của túi luôn, dây là dây vải nhưng mà là zin ha. Ở trên cái phần quai này người ta có cái logo Dunhill. Rồi, ở phía dưới này á là canvas người ta phủ một lớp nhựa, bên trên này là da bò, phần chỗ này thì nó có bị đậm màu do người ta xách xách nè. Rồi chỗ này nó xước móng tay, khoen khóa là xước nhiều nha anh chị ơi. Rồi bên trong là lót vải dập hiệu hãng luôn. À không, bên trong lót vải sọc nha, có cái tem là Dunhill made in Italy. Mẫu này em đang sale chỉ có 650.000 thôi. Chốt giùm em mã là K36, giá 650. Mẫu này cũ chứ không mới nha. Đó, chỗ cái góc nó có bị vậy. Và khoen chỗ này thì nó có trầy nhiều, mất chìa khóa luôn. Đó, Dunhill giá 650 thì dĩ nhiên nó không phải là siêu phẩm anh chị ha. Mình có thể mua về mình đem ra tiệm cho người ta xì ba lại, hoặc là mình cứ để vậy mình xài cũng được thôi. Dành cho anh chú nào mà mình không có quá yêu cầu cao về cái độ mới á. Cái này da bò, nó mỏng mỏng thôi anh chị ơi, dạng cờ lết cầm tay nha, đơn giản gọn nhẹ, đựng đồ cá nhân. Size ngang là 25, cao lên là được 16. Đó, độ mới khoảng 85%. Rồi có nhiều ngăn như vậy nha anh chị. Ở đây có ngăn nè, khóa kéo nè, chỗ này có một ngăn nhỏ. Ngăn lớn là ngăn chính nó nằm ở đây, bên trong là lót vải như vậy anh chị ha. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là K80, giá 250.000. Anh chị chốt đơn video này cũng với việc video tối qua thì em sẽ gom đơn lại và em chỉ tính ship một lần thôi. Và chiều nay em tổng bill đi đơn luôn anh chị ha. Hàng mới về tuần này rất là nhiều và anh chị mình có thể theo dõi tiếp anh chị ơi. Đó, và hàng giá rất là tốt luôn. Em có một cái túi này là túi bao tử, rất là xinh, mẫu này nam nữ xài được nhưng mà nam xài siêu chất. Cái túi nhỏ này mình có thể tháo bỏ ra cũng được nha, hoặc là mình để gì mình đeo bụng là hợp nhất luôn. Da bò, độ mới khoảng 82-85%. Size ngang miệng là 28, cao lên là được 13. Mẫu này thì người ta xài rồi, da bò nó xịn sò, nó không có cũ, không có rách. Chỗ này có hơi đậm màu chút xíu thôi. Đó, dây là dây zin luôn nha anh chị. Đấy, khoen khóa nè. Chỗ này thì nó cái chỗ mới nối đó chứ không phải là bị lỗi đâu ha. Này đựng vừa điện thoại, ví tiền anh chị ơi. Lót là lót vải nha. Hàng si và nó chất chứ nó không mới ken ha. Mà nó lâu lâu mình mới gặp một cái túi đeo bao tử á. K78 giá là 580.000, mã K78 giùm em, rất là xinh. 580.000 K78. Một cái túi đà điểu. Đà điểu này phơm công sở xách tay, độ mới cao 90 mấy%, rất đẹp. Đấy, mẫu này thì công sở nha, dạng xách tay không có dây đeo. 30 nè, nhân với lại 21 nhân với lại 12 cm. Cái khoen là sáng trưng như vậy nên anh chị góc cạnh đây. Nói chung là rất là đẹp, full da đà điểu. Đáy có 4 đinh luôn và dưới đáy cũng là da đà điểu luôn đó anh chị. Đó. Phía sau lưng có một ngăn khóa kéo nhỏ cho mình nữa nè. Rồi, ở bên trong là lót nhung. Mẫu này thì mình đựng đồ công sở đi làm đồ là ok ha. Trời ơi nó đẹp. Rồi bên trong là lót nhung, hàng có hiệu nha. Hiệu mà có gì để dấu dấu này là hiệu của Pháp anh chị. Lót nhung màu nâu đậm. Bên đây có một cái ngăn khóa kéo nhỏ, bên trong đây cũng là lót nhung luôn. Mình xài Vivu ha. Dáng này xách tay. Quai này cũng là quai da đà điểu luôn đó anh chị. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là K58, giá 1.300.000.
K581300 cho cái đà điểu này, K581300. Tiếp theo là em có một cái cloth này vải phối với lại da tổng hợp, hàng hiệu Royan của Nhật nha. Ở trên đây người ta ghi là In Japan luôn ha. Hàng hiệu của Royan của Nhật, nhưng mà cái dòng này người ta không có làm da bò thôi. Gọn nhẹ, xinh tươi. 25 nhân với lại 22. Bên trong là lót vải như vậy nha anh chị, độ mới còn cao. Mã là K86 giá 180. K86 180.000, không có rách lỗi gì hết nha. Rồi, tiếp tục, một cái túi này bằng nhựa. Form Kelly mini dáng sắp tay. À, nhìn như đòi mồi nha, nhưng mà nó bằng nhựa đó anh chị. Size ngang đáy là được 21 nè, ngang miệng là được 18, cao lên là được 19. Dáng sách rất là xinh nha. Cái khoen chỗ này nó có hơi oxy quá nhẹ, nhưng mà bù lại cái túi nó dễ thương lắm. Rồi, bên trong lót da tổng hợp nha anh chị. Đó, K42 450.000, mã K42 giùm em, 450, nhỏ xíu 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 dễ thương. Một cái túi hiệu Mỹ nè anh chị, hiệu Cost Mỹ nè. Trời ơi, cái miếng da nó dày, xịn lắm. Cái túi này rất là xịn nha. Size ngang miệng là 30 nè, ngang đáy là 27, cao lên 20, độ dày là được 15. Dây là dây đeo chéo nè, này mày xài biết năm tháng nào nó hư anh chị ơi. Da quá trời xịn, quá trời chất luôn. Trời đất ơi, đây nè. Dày dữ lắm nha. Và nó là đầm tay nha anh chị, tại bên ngoài một lớp da, bên trong một lớp, chỗ này lớp da, bên trong lớp vải nữa, nhưng mà cái da nó cực kỳ dày, cho nên là nó sẽ đầm tay, nặng tay hơn những cái túi khác nha. Túi này ở trong là người ta lót vải nha anh chị, lót vải còn sạch đẹp, có tag code đầy đủ đây. Cái này made in Costa Rica. Rồi, ở trong đây là có một ngăn khóa kéo nhỏ nữa, xuất sắc. Thường là túi hiệu Cost này nè, bây giờ mình hay gặp nhất là made in China, rồi thỉnh thoảng là made in Việt Nam. Rồi hiếm lắm mình mới gặp made in Costa Rica hoặc là Mexico, còn siêu hiếm luôn, made in USA là cực kỳ hiếm, mà mấy mẫu đó thì dường như là cả năm nay em không có gặp luôn. Tại vì thương hiệu này bây giờ người ta đi gia công á anh chị, đi gia công ở nước khác là nhiều ha, và nó vẫn là hàng chính hãng thôi, mình yên tâm nha. Mẫu này là xài rất là bền, độ mới khoảng cỡ 85% cộng ha. Không mới ken, nhưng mà hàng hiệu xịn, hiệu Cost Mỹ và da bò siêu xịn luôn. Rồi, cái này anh chị sẽ chốt giùm em, mã số của nó sẽ là K24, giá là 890.000. Đây, cái khoen chỗ này ghi chữ code nè. Rất là rẻ nha anh chị, bình thường mấy cái này là phải tiền triệu á. Rồi, tiếp theo. Cái hiệu code đó mà anh chị đi săn hàng mới trên web á, mình đi săn theo dữ lắm luôn, một cái ví nhỏ bằng vải thôi, nó đã là 3-4 triệu rồi, tại cái hiệu đó nó mắc. Cái này là da tổng hợp gì đó, thời trang nha, xách tay hoặc là đeo chéo bên trong đây. Đó, đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng còn mới lắm. 28 nè, nhân với 13, nhân với lại 15. K5 giá 150, có dây đeo chéo nha anh chị, độ mới cao. K5 150.000 cho cái túi này. Tiếp tục là cái túi này của Charles Jordan, da bò màu đỏ, hàng hiệu của Pháp và made in răng luôn. Cái charm dễ thương không? Độ mới khoảng 85-87%. Và cái dáng hình giọt nước này là cũng là cái hình của cái logo luôn anh chị. Da bò màu đỏ đậm, 22 nhân với lại 17. Đó, điện thoại vừa nha anh chị. Bên trong là lót da Charles Jordan Paris made in răng luôn. Đó, rất là mới ha. Hàng bên ngoài thì nó có độ trầy xước móng tay sơ sơ, nhưng mà cái lót bên trong rất là đẹp, và hàng hiệu và độ mới như vậy cũng ok lắm. K37 580.000. Một cái túi đang sale nè anh chị, cái này Valentino, dòng này made in Italy. Form này là đeo điện thoại giùm em nha. Còn dust bag đây, mẫu này mình đeo thẳng như vậy cũng được, hoặc là mình đeo ngang cũng được. Ở đây nó có cái khoen ha. Mẫu này thì là dòng cổ điển vintage của Valentino, yên gốc có sờn nha, khoen khóa là có độ oxy hóa như vậy nè anh chị. Nhưng mà bên trong thì không có rách lỗi gì hết nha. Made in Italy đây. Túi này em sale nhanh luôn nha. Size 18 nhân với lại 11. Dây đeo chéo nha anh chị. Đó. Giá của nó sẽ là giá sale đó là 350, mã là K57, giá 350, siêu rẻ nha. Cái này bình thường bán là 500-550 gì á. Này, hàng đợt trước em sale. Em có một cái cloth này là da tổng hợp phối với lại da bò. Đây, cái phần góc cạnh nó có sờn nè. Mẫu này mua đựng giấy tờ ok. 25 nhân với lại 17. Đây, còn cái dây sách cho mình luôn nha. Rồi, bên trong thì không có rách lỗi gì hết, nhưng mà nó không có mới. 190.000, mã K51 190, K51 190.000. Bên trong lót vải sạch đẹp nha anh chị. Chỉ có nó có đồ cũ bên cái viền đồ này kia nè. Rồi, tiếp tục em có một cái chiếc túi này bằng da. Cái màu nó xinh quá nè, màu xanh. Ô lộn, màu vàng.
tưởng đâu xanh lá mạ nha, không phải, này nó tông vàng luôn. Tất cả đều là da hết nha, và vàng da và vàng đậm vàng nhạt thôi chứ không có chỗ nào bằng vải hết nha anh chị. Cái này là hàng hiệu của Ralph Lauren, cái này hiệu của Mỹ. Size ngang là 25 nhân với lại 15. Mẫu này thì không mới anh chị ơi, không mới ken nha. Nó không có cái điểm nào mà điểm trừ quá đáng hết, nhưng mà tổng thể thì nó không mới ken ha. Chỗ này nó có bị oxy hóa chút chỗ cái khoen này. Rồi, góc cạnh nè, nó cũng có độ sờn cũ nha. Mẫu này xách tay đeo vai, điện thoại ví tiền là Vivu, và cái size này nó rất là hiện đại. Bên trong lót vải dập hiệu, chỗ này thì người ta dán keo giữa cái lớp vải với cái lớp da đó, thì nó có cái độ dập dợp chỗ cái mình dán keo thôi chứ không phải là bị lỗi bị rách nha. Bên trong có tem Ralph Lauren, mẫu này được sản xuất tại Hàn Quốc. K81 giá là 550.000. Rẻ. Một cái túi Ralph Lauren mà bằng vải thôi là em thấy người ta đã bán trên eBay vải thôi không có da nha là 500 mấy đô anh chị trên eBay á. Này túi này dành cho anh nào mà mình đi tập thể dục thể thao nè, hoặc là mình mua cho em cháu đi học. Cái hiệu này nè. Nó trong trong đồ thể thao mình hay gặp lắm nè, quần áo hay là giày cũng có nè. Nè cái hiệu này. Cái này bằng nhựa nha anh chị, rất là mới luôn, còn tem tag đầy đủ nha. Made in China, size là người ta ghi 40 x 16 x 28. Ở trên em chỉ thấy nhỏ nhỏ là tại vì cái góc em cho cái góc quay nó rộng mà mình thấy cái túi nó nhỏ, nhưng mà thực tế bên ngoài nó bự nha. Mình nghe kích thước giùm em nè. 40 nè. Nhân là 29 nhân với lại 14, cái đó là em đo thực tế đó. Cái mẫu này nó mới lắm và dạng hiện đại, nó bằng nhựa, người ta chưa có xài đâu, từng cái khoen khóa người ta còn bọc nhựa, bọc siêu. Bên trong là rất là rộng rãi luôn. Cái này mình đựng đồ thể dục thể thao hay là mình đi công việc, đi du lịch gì đó, mình đựng quần áo cũng ok lắm anh chị, nó rộng là nó mới nha. Và nó hiện đại. Còn cái tem đây. Cái tem này người ta hướng dẫn mình xài cái sợi dây này nè. Rồi. Túi này anh chị chốt giùm em mã là K23, em bán cho mình với giá là 480.000. K23. Lưu ý là giá em báo là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nha. Và em thu phí vận chuyển theo đơn hàng. Mỗi đơn hàng là em thu 20.000 ha. Sếp em thì không có bao ship nha anh chị. Em cố gắng bán giá tốt nhất và dĩ nhiên là mình không có bao ship được. Và chỉ thu ship trên đơn hàng thôi, và thường là em sẽ gom đơn khoảng 2 3 video em mới chốt đơn để gói đi một lần để mình đỡ phải tốn ship nhiều lần á anh chị. Rồi, túi công sở hàng có hiệu nha, Rainbow Dust nè, da bò, phần màu nâu là da bò, phần màu xanh là nhựa. Size ngang của nó sẽ được là 38, cao lên là được 31 nha. Độ mới còn cao nhưng mà cái chỗ dây này nó có hơi răng nè. Sách này là sách A4 Vivu và nó rộng lắm nè, ngăn lớn chỗ này ha, rồi có mấy cái ngăn khóa kéo nhỏ như vậy nữa nè, nó khá là rộng, mình đựng được rất là nhiều đồ ha. Các chị mình đi dạy hay là đi làm công sở mà phải đựng tài liệu giấy tờ nhiều thì mình lấy cái này. Cái phần qua đó nó răng cũng không có phải là nhìn xấu xí gì hết, mình soi lắm mình mới thấy thôi. Rồi, cái này đang bán 520.000 và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 400, mã K1 400.000, xách tay đeo vai nha, form công sở K1 giá 400 cho cái túi này, mã K1. Một cái túi da bò form sách dành cho các chị các cô nè, độ mới khoảng 85% cộng, da rất là xịn nha, form cũng sang lắm, mình đi chợ đi tiệc cũng được luôn anh chị, đi đám được luôn chứ không phải cũ nha. Vẫn là hàng si nhưng mà nó không cũ xì, không nhào, không có rách lỗi gì hết á. 24 nè, nhân với lại 20 nhân với lại 7 cm, dán sách như vậy giùm em ha. Đó, da này góc cạnh nó có hơi sần nhẹ, rất nhẹ thôi mà phơm hộp. Cái khoen chỗ này nó có bị trầy trầy xước xước móng xước tâm anh chị. Bên trong này là lót vải màu xanh, cái này đang bán với giá là 550 và khuyến mãi nhanh cho anh chị để em đi đơn giá 500.000, chốt giùm em mã là K3 giá 500, mã K3 500.000 cho cái túi này, K3 giùm em ha, giá 500. Rồi tiếp theo em có một cái túi này bằng da mới về, túi này có độ cũ nha, trần trám luôn nhưng mà nó không mới ken ha. Mẫu này mình xách đi làm cũng được anh chị, nó cũng size to chứ không nhỏ. Size ngang là được 32, cao lên là 24, độ dày là 10 cm. Cái khoen trên này thì nó có độ oxy hóa nhẹ và cái phần da đó thì nó không mới ken nha, da màu kem là nó không có được mới lắm mà. Nó có dính này dính kia chút xíu nha. À đây, cái này mặt này mới là mặt trước nè, nó có cái cham hình hoa hồng, góc cạnh ok, không có vết nào là quá cũ nhưng mà nó cũng không mới nha. Rồi, hàng này
bên trong là lót. Cái này lót phun sơn rồi anh chị ơi, cái này là em bán giá lỗi lót nha, mình về mình cắt bỏ cái phun sơn này giùm em ha. Lót phun sơn mà em thấy nó hơi răng răng rồi. Rồi, anh chị chốt giùm em cái này mã số là K53 100k. Cái này là bán giá lỗi lót nha anh chị. K53 100.000 giá lỗi lót giùm em. Về mình cắt bỏ cái lót đó mình xài ok à. Giá sách như vậy. Hoặc là mình lấy phụ kiện cũng được, màu kem. Tiếp tục. Một cái túi da bò màu riêu đất. Cái này da bò có độ cũ 7 mấy%, phơm đeo chéo để mình đi chợ cũng được. Ngang là được 26 nè, cao lên là được 27 nè. Cái độ cũ như vậy anh chị ha. Rồi có khóa kéo miệng, phơm đeo chéo, bên trong là lót vải. Rồi cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 190. Chốt giùm em mã là K2 190.000. Mã K2 giùm em, 190, mã K2 bằng da bò. Không mới nha anh chị nha, nhưng mà xài nó rất là bền, gọn tiện. Machino phơm trống da bò. Cái này là độ mới khoảng cỡ 80% thôi, không mới keng. Có cái tem Machino ngay đây và có một cái charm Machino ha. Machino thì người ta hay làm là cái charm hình trái tim và có cái chữ M, cái chữ Mod đó. Rồi, cái mẫu này thì là da bò xước Vân Tâm. Cái này có xài rồi nha anh chị. Độ mới khoảng 80% thôi, không mới keng. Trống này mình đựng khoảng 3-4 bộ đồ ok. Hoặc là mình đi làm công sở mình muốn thì mình xách cũng được luôn. Hoặc là mình đi tập thể dục thể thao vậy đó, mình đựng đôi giày, cái áo khoác đồ này kia cũng rất là tiện ha. Tức là cái size nó nằm trong cái khoảng đó. Chứ mình đi du lịch thì mình đựng nó hơi ít anh chị. Nó khoảng 3 bộ là thấy là rộng rãi vừa tầm. 31 nè, nhân với lại 21, nhân với lại 14cm. Khoan khóa thì có độ xuống màu. Và cái khoan chỗ này nó cũng có xuống màu ha. Dán này mình xách tay giùm em. Ở bên trong là lót vải dập hiệu Machino. Và bên trong cái lót vải này nó có một cái chỗ này nó bị như vậy. Nè, cái lót vải lụa ha, dập Machino. Có người ta có xài rồi đó anh chị, chỗ này nè. Người ta không biết để cái gì mà nó có bị cấn hai đốm như vậy. Nè, đây một đốm nè. Đèn đốm nè, giống như người ta gài cái gì vô á anh chị. Rồi, còn lại thì ok, có một ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Cái này em sale nhanh cho mình với giá là 600.000. Giá sale đi đơn ha, 600, bán như một cái trống da bò thôi. Chứ cũng không có bán giá hiệu gì đâu. Cái này đang bán hình như là 800 đó, và em sale nhanh còn 600.000. Chốt giùm em mã là K33, giá là 600. K33, cái này hiệu Machino nha. Và nó không có mã code nha anh chị nha. Thường mua cái mấy cái hiệu này anh chị hay kiếm cái mã code lắm. Nhưng có cái có cái không á anh chị. Em có một cái túi này của thương hiệu Rada, còn túi vải nha. Túi vải thì nó hơi xấu nha. Và cái túi bên trong cũng là một cái túi vải luôn, vải hiệu Rada, ghi chữ Rada Milano ở đây. Có một cái tem ha. Túi này full vải hết, không có chỗ nào bằng da hết. Dạng túi tote công sở. Size ngang là 35, cao lên là được 30. Mẫu này thì không có khóa kéo miệng nhưng mà bên trong nó có nhiều cái ngăn khóa kéo nha anh chị. Rồi, Rada Milano Made in Italy, lót là lót vải. Bên trong có nhiều ngăn khóa kéo như vậy, lót vải dập hiệu hết. Độ mới cái này thì khoảng 85% và phần vải bên ngoài này mình về mình giặt giũ lại giùm em nha, nó dính bụi. Và cũng có sử dụng rồi đó anh chị. Túi này em bán cho mình mã là K18, giá là 480.000. K18 480 Radar. Rẻ anh chị ha, túi này giá tốt. Thương hiệu lớn, nó không có da. Shop em thì chuyên gia bán hàng da nên là không phải da, đa số em bán rẻ lắm. Rồi, mẫu này phơm đeo chéo, hàng trẻ trung năng động nha. Hiện đại nha, còn tem anh chị, mẫu này người ta bán bên Nhật á. Đó. Bên trong thì có dây đeo chéo nè, nam xài được, nữ xài được. Mua cho em cháu mình đi học cũng ok, bằng vải. Rất mới luôn, mua tặng được á. 30 nhân với lại 22. Đơn giản. 220.000. Mã là K17. K17 giá 220.000 cho cái túi này. K17 giùm em ha. Tiếp tục. Em có một cái túi da bò. Túi này miếng da đẹp nè. Màu của nó là màu đỏ nha. Màu đỏ cam đậm á. Trời ơi, cái túi chất lừ luôn. Miếng da siêu xịn luôn nha, dán hình xách tay. Ở bên trong là lót vải luôn, hàng này là hàng của Michael Kors. Hàng chi nó chất. Nè, bên trong là lót là da, lót là lót vải bố nha anh chị. Cái lót bên trong thì có vài chỗ nó hơi dính trơn chút, nhưng mà nó còn rất là mới đẹp nha. Rồi.
Để cái form sơ sơ thôi. Này mình đựng được khoảng hai bộ đồ hoặc là mình xách đồ cá nhân cũng được. Chị nào gu chất độc độc lấy cái này. Đính đinh tán quá trời xịn luôn. Đẹp quá. Da rất là chất nha, da thật nha anh chị. Ngang là được 35, cao lên là được 32. Quá trời cái túi nó chất nha. Đinh tán đồ tùm lum hết trơn á. À, cái này anh chị chốt giùm em mã số là K16, em bán cho mình với giá là 650. K16 650, túi này rất là đẹp. Da chất 650 K16. Tiếp theo một cái này. Này còn tem tác luôn nha, hàng mới. Kiểu như là một những cái dòng mà nó kiểu phổ thông ở bên Nhật người ta bán nha anh chị. Có tác nè. Còn tem tác nha. Ừ. Này da tổng hợp anh chị ơi, không phải da bò. Cái này đựng gì ta? Chị nào đựng bỉm sữa mình đựng cái này cũng được. Vậy đó chứ là nó made in Japan đó nha anh chị. Sản xuất tại Nhật luôn. Đó cái form nó là form vuông vuông như vậy, form hộp như vậy nè, da tổng hợp xách tay. Cao lên là được 32, bề ngang là được 24. Hàng này được made in Japan luôn đó nha anh chị ơi. Cái này em bán cho mình với giá là 400. Da tổng hợp nhưng mà mới lắm, hàng của Nhật. 400.000 K15. Đẹp quá. Màu xanh K15 giá 400. Tiếp theo. Em có một cái túi này của Nina Ricci, còn túi vải nha. Form này form đeo chéo. Dòng này cũng khá là cổ điển nha. Nina Ricci canvas phối với lại da. Độ mới khoảng cỡ 85% anh chị. 26 nè nhân với lại 22 cái nút nè. Nút này nó cũng có oxy hóa ha, góc cạnh ok. Form này form đeo chéo, mấy cái dòng này là dạng cổ điển lắm. Kiếm độ mới hơn cũng hơi khó. Rồi, Nina Ricci Paris và được made in Italy, bên trong lót da sạch đẹp, không có vấn đề gì để chê hết. Trong cái ngăn nhỏ người ta cũng là lót da luôn. Rồi. Dây thì mình có thể tăng chỉnh được, dây là dây zin của túi luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 720. Chốt giùm em mã số là K34. 720.000 nha. K34 giá 720 cho cái túi Nina Ricci nè. K34 giá 720 cho túi này. Tiếp tục. Em có cái túi trống này quá trời xinh luôn à. Để sale nhanh cho anh chị luôn. Túi trống hàng hiệu của anh chị, đẹp lắm. Hàng hiệu của nó là Onga. Cái này là da tổng hợp phối với lại da bò mà cái form xinh nha. Size ngang là được 32, cao lên là 20, độ dày là được 8 cm. Dáng này thì mình có chỗ móc dây đó nhưng mà mất cái dây rồi, khoen khóa người ta dập hiệu hết luôn. Hàng rất là đẹp nha. Hàng này là có từ năm 1967. Bên trong là lót vải sạch đẹp, độ mới cao. Độ mới khoảng cỡ 90 cộng luôn, tức là người ta có xài một hai lần rồi nhưng mà cũng không có chỗ nào là cũ kỹ nhiều hết, chỉ nó mất cái dây á anh chị. Chỗ này là dính bụi chút thôi. Mất cái dây đeo ha, jam rồi này kia đầy đủ hết. Túi này em đang bán với giá là 880 và sale nhanh cho anh chị với giá là 780.000. Cho video này em đi đơn ha, 780.000 mã K25. 780. Và lưu ý là giá em báo trên video đó có những cái sản phẩm túi ví dụ như em gom đơn hay là còn lại trong đợt trước gì đó thì tự động em sẽ sale anh chị nha. Còn lại thì em không có giảm giá, không có gì hết á. Anh chị mua một túi cũng vậy, hay là 5 túi, 10 túi cũng là cái giá trên này. Và anh chị có mua sỉ về bán thì nó cũng là giá này ha. Tại vì em không có bán sỉ lô, sỉ gì hết á anh chị. Chỉ có một giá này thôi, giá sỉ như giá lẻ luôn. Và giá siêu rẻ rồi, mình mua lẻ mình xài thì rất là lời, hoặc là mình mua về bán cũng ok anh chị. Không có bán mắc nha. Rồi, một cái này của Valentino, dòng của nó là dòng Rudo Valentino 1921. Da tổng hợp. Da tổng hợp nha, không phải da bò nha. Form này có dây đeo chéo. Size ngang là 26 nè, cao lên là 19, độ dày là 9 cm. Có khóa chìa. Còn chìa khóa luôn, còn tem tác luôn anh chị ơi. Nhưng mà nó là full da tổng hợp, không có chỗ nào da bò hết. Rồi còn dây đeo chéo đây. Dây đeo thì chắc chắn cũng là dây da tổng hợp rồi. Cái này made in China do ACE sản xuất nha. Có tem Valentino ở đây. Bên trong là lót sạch đẹp luôn. Hàng như chưa sử dụng nhưng mà nó bằng da tổng hợp. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã là K34. Em bán cho mình với giá là 450. À nhầm, K35 nha anh chị. K35 giá 450. Nói nhanh em bị nhầm. K35 giá 450 nha. Rồi tiếp theo em có một túi này xinh nè. Túi này công sở. Ôi, da phủ bóng màu xanh đẹp lắm. Hàng hiệu của Nhật nha. Hiệu Ginza của Nhật.
công sở da bò phủ bóng anh chị ơi, độ mới cao lắm nha. Size ngang miệng là được 36 nè, ngang đáy là 32, cao lên 26, độ dày 12, khoen khóa là còn sáng trưng luôn, hàng có hiệu. Góc cạnh đẹp, với chỗ phủ bóng thì nó có vài cái điểm mà nó có bị chày chày nhẹ nhẹ nhưng mà không đáng kể đâu. Độ mới còn rất là cao, đẹp quá. Bên trong là lót vải dập hiệu nha anh chị. Có cái tem là Ginza Made in Japan ở đây luôn. Hiệu này là hiệu của Nhật. Hàng đẹp nha. Form này mà chị nào đi công sở mà thích màu sắc chút xíu là đừng nên bỏ qua. Thứ nhất là cái form dáng nó rất là tiện xài, thứ hai nó là hàng hiệu và độ mới nó cao nữa. Nói chung hội đủ nhiều thứ. Xách tay giùm em nha anh chị, mẫu này thì không có thiết kế dây đeo nha. Đẹp quá chừng luôn. Màu đẹp. Cái này anh chị chốt giùm em mã là K32, giá của nó sẽ là 650 nha. K32 650 cho cái túi này. Hàng hiệu của Nhật, quá trời xinh. Màu cũng lạ nữa anh chị nha, da bò phủ bóng. Đồ mới cao nhưng vẫn hàng si nha anh chị, shop em bán hàng si. Cái vali em còn nè, vali da dành cho các anh nè. Cái này, cái vali này người ta có spa rồi. Nó không có phải là nguyên bản mấy cái góc này. Mình nhìn thấy nó không có bị sờn bị trầy nhưng mà người ta có spa sơn lại cái góc anh chị. Và giá rất là tốt thôi. Da bò nha anh chị nha, hàng hiệu của Mỹ. Size ngang là được 46, cao lên là được 35, độ dày là 9 cm. Cái này là khóa số hiện tại là 195231. Khi mà giao cho anh chị thì em sẽ đổi nó lại thành 3 số 0 hết cho mình ha, cho dễ nha. Nè, chỗ này là kiểu như nó có bị trầy gì đó, người ta phun một lớp sơn lên để người ta xử lý đó anh chị. Nhà nó có cái thấy cái vết ngay đây. Góc chỗ này người ta cũng có phun sơn xử lý nhưng mà người ta xử lý rồi thì mình mua về mình xài vi vu. Anh chú nào mà yêu cầu siêu phẩm thì cái này nó không phải là siêu phẩm. Rồi ở bên trong này là lót da lộn nha, đẹp lắm. Hàng có tem hiệu, của hiệu của nó là Kona, hàng hiệu của New York và được Made in Spain nha, sản xuất tại Tây Ban Nha. Mẫu này em sẽ sale nhanh cho anh chị luôn, giá của nó sẽ là đang bán là 1,9 triệu anh chị. Em sale nhanh cho mình với giá là 1,700. Chốt giùm em mã là K31, giá 1,700 cho cái vali này nha. Vali da nha anh chị. Lưu ý là các cái vấn đề của cái túi thì em báo rồi, xài thì vẫn vi vu thôi. Đó, mình mua về mình đựng đồ đồ này kia cũng rất là ok ha. Vali da thì em còn mẫu nữa, mẫu này của Italy, nhìn nó chất. Đây nè, nó như vậy. Cái kia thì nó bóng, còn cái này thì nó không bóng. Da nó như vậy. Size ngang á là được 46, cao lên là được 34, độ dày là 11. Một số cái góc người ta cũng có xử lý sơn rồi, và còn cái thần thân thì ok. Đó anh chị. Màu thì nó sẽ có kiểu như là quách quách nha. Đó, một số chỗ nó đậm màu. Rồi. Khóa số luôn. Mẫu này khóa số hiện tại là 3 số 0. Trên có khóa số dập hiệu nha. Mẫu này độ mới không cao và nó y hình luôn anh chị, bên trong là lót da lộn luôn. Cái dập hiệu này là trên cái khóa này luôn nè, hàng hiệu này được Made in Italy, lót là lót da lộn như vậy. Cái này đang bán với giá là 1,9 triệu và cũng sale nhanh cho anh chị với giá là 1,700. Mã K14 1,700 cho cái vali này, mã K14 giùm em ha, 1,700. Bình thường vali là em bán 3 4 triệu, có khi là 7 8 triệu luôn anh chị. Cái này em bán giá 1,7 triệu thì nó không phải siêu phẩm nhưng không có lỗi nha. Nó y hình vậy đó. Rồi, một cái túi da đan xinh lắm. Túi này độ mới cao, dành cho các chị, các cô. Size ngang là 29, cao lên 20, độ dày là 9. Khoen khóa có mờ rất là nhẹ, cái đó mình về mình đánh bóng sơ là ok. Bên trong là lót vải nha, có phom cớp nè. Không gì để chê đâu chị, độ mới rất là cao so với một hàng si. Và nó là da đan nữa, da đan thì giá nó cao tại vì cái công người ta làm á, ta cắt từng miếng da ra người ta đan lại người ta mới thành được cái túi đó anh chị. K12 680 ngàn, mã K12 dán cớp xách tay. K12. Tiếp theo, cái túi này em đang sale nè, da phối với lại da đà điểu, phơm đeo chéo, phơm to. Cái này hồi lúc trước nó về nó mới lắm anh chị, để tới để lui nó bị cũ quá. Rồi, size ngang là được 24, cao lên là 22, độ dày là 10 cm. Da đà điểu nè, phối với lại da bò, phơm đeo chéo. Bên trong là hàng được Made in Spain, sản xuất tại Tây Ban Nha nha, hàng có hiệu đàng hoàng, lót là lót vải luôn. Đang sale là 450 cho hôm nay anh chị nha, 450 chốt giùm em mã là K100, giá là 450.
K100, giá là 450 cho cái túi này. K100, 450 ha. Tiếp tục, cái túi này quá trời xinh luôn. Này là hàng hiệu Guy Laroche của Pháp nè. Hiệu này người ta làm nhiều thứ lắm. Có túi xách nè, có đồng hồ nè, có nước hoa nữa. Rồi có dây đeo nha. Dây này mình không đeo thì mình tháo ra cũng được luôn. Ở bên trong thì là có lót vải nha anh chị. Lót vải mã này còn made in China, để vừa điện thoại hết nha. Vải và nhìn nó hiện đại lắm. Size ngang là được 25, cao lên là được 15. Mã của nó là K83, 580.000. Món này rất là vừa xài, đựng điện thoại, ví tiện, ok. Đẹp lắm và nhìn nó hiện đại, sang trọng. Tiếp tục, siêu phẩm thì em có đang có cái này, hàng hiệu của Goldfield. Mẫu này thì phông trống mini. Đó. Hai dòng này là dòng handmade của Goldfield, còn dustbag nha, còn sổ, còn thẻ đó. Rồi, đẹp lắm, mua tặng ok, độ mới khoảng 95 cộng. 32 nhân với lại 21 nhân với lại 17 nha. Đẹp lắm luôn anh chị ơi. Hàng cao cấp, hàng này VIP VIP. Mình mua một cái túi này mấy chục triệu bên Nhật anh chị, chưa kể phí vận chuyển nha. Ta bán giá cao lắm. Và hiệu này là của Đức nha, West Germany. Bên trong là lót vải nè. Rồi, ở trong này thì có một ngăn khóa kéo nhỏ. Đó, mẫu này thì mình chỉ xách tay thôi, mình có thể đi làm công sở hoặc là đựng 2-3 bộ đồ, ok. Và lưu ý là mình nghe lại giùm em cái size nha, để thôi khi mình nhận hàng mình nói nó nhỏ quá, nó bự quá là em không có xử lý mấy cái đó nha anh chị. Mình nghe kỹ cái size rồi mình chốt giùm em ha. 33 nhân với lại 21 nhân với lại 17. Cái này đang bán với giá là 3.200.000. Chốt giùm em mã số là K102, giá là 3.200.000. Mẫu này thì trước giờ em không có giảm giá. Và giá là chỉ bằng 1/10 cái mình mua mới cái này thôi. Và mình đang mua như là hàng trưng bày á anh chị. Lâu lâu mới có một cái túi VIP à. Rồi, mình mua tặng ok. Tiếp tục. Tiếp tục là em sẽ có một cái này cái gì đây. Cái này Charles Jordan. Còn túi vải nè, Charles Jordan nha anh chị. Bên trong này là một cái túi da. Cái miếng da này nó sẽ mỏng thôi, không có dày. Và đối với Charles Jordan mình hay gặp như vậy nè. Đó, hay gặp cái da nó mỏng mỏng như vậy nè. Form này không biết có dây không nữa. Size ngang 24 nhân với lại 16. Có dây đeo anh chị ơi. Cái dây này là dây kim loại luôn nha. Dây kim loại. Ồ, cái dây nó sáng trưng luôn nè. Bên trong lót sạch đẹp ha. Charles Jordan. Mình cất cái dây cũng được. Lấy dây ra đeo chéo cũng được. Hoặc là chập cái dây lại mình đeo vai xách tay. Ok. Cái này em bán cho mình với giá là 620.000. Mã số của nó sẽ là K101. Giá là 620, cái này hàng hiệu của Pháp, bằng da bò, độ mới còn cao. Hàng đẹp không anh chị nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là em có cái túi này, hàng hiệu của Tony Bird nè. Lâu lắm rồi, dữ lắm lâu rồi mới gặp cái hiệu này. Tony Bird nha. Hiệu này VIP lắm. Một cái túi vải của Tony Bird, mình sợ trên web của họ là họ bán 300 mấy euro quá anh chị. Nhiều lắm, giá tiền cao lắm. Cái này thì hàng si nha, và bằng da nè. Cái này để em coi nha, tức nghĩa là cái miếng chỗ này là em nghĩ đó là bằng canvas hay vải gì đó, người ta phủ một cái lớp sơn lên á. Rồi còn cái chỗ cái màu đậm đậm này là bằng da bò, hàng hiệu Tony Bird đó. Form này là mình xách tay nha, form tốt, nút hết miệng đi công sở là bao đẹp. Tem tác ngay đây, khoen khóa dập chữ Tony Bird hết. Made in China nha anh chị nha. Made in China không phải hàng dởm đâu. Cái đó là người ta đi gia công á. Rồi bên trong là không có khóa kéo miệng ha. Có một ngăn khóa kéo nhỏ như vậy cho mình. Không có khóa kéo miệng nha anh chị. Hàng này rất là cao cấp, hàng hiệu, giá cao, hiếm gặp. Độ mới cái này nó khoảng cỡ 87-88%. Đẹp, màu rất là nhu. Ngang là 33, cao lên là được 24. 33 x 24 anh chị nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 850. K103. Giá là 850 cho cái túi Tony Bird nha. Thôi là mình mua vài trăm euro. Đó là hàng hiệu thì mình phải mua với giá cao hơn so với ví dụ hàng da bò đồ bình thường thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi tiếp tục. Em có cái túi gì đây? Trời, da miếng nè anh chị ơi. Hàng mới về, hàng đẹp đẹp không à. Quá trời cái miếng da này rồi, xuất sắc. Đây, form này mình xách nha.
có chỗ mất dây nhưng mà để em coi có còn dây không. Da rất là đẹp, màu cam đất, màu nâu cam á. Size ngang là 34, cao lên là 23, độ dày là 12 cm nha. Đó, cái lằn chỉ nó còn chưa có xấu luôn. Cái da bên dưới nó như hình nha anh chị. Nghĩa là khi mà cái da bò mà như vậy thì nó cũng không thể nào mà mua hàng hảo 100% được. Độ mới này em báo khoảng cỡ 87-88% nhưng mà nó chất lừ luôn, rất là chất luôn, da xịn sò, da miếng á. Khóa IKK bên trong này, bên trong là người ta không thèm lót, người ta để nguyên cái sớ da luôn, quá trời xịn, đẹp lắm. Hàng này thì không thấy hiệu nha, da bò thôi không có hiệu, nhưng mà rất là đẹp, rất là xịn. Mất cái dây rồi anh chị ơi, không có dây đeo, mình xách tay thôi giùm em ha. Để em coi cái này giá nó bao nhiêu. À, giá của cái túi này anh chị giờ chốt giùm em mã là K13, em bán cho mình với giá là 720.000. Da rất là đẹp, dành cho chị nào mình thích da xịn da chất nha. 720 K13, quá đẹp, da xịn dữ lắm luôn, xinh không, đẹp và chất mà không có đụng hàng đâu. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này phơm công sở, phơm hến nè. Cái này là hàng hiệu Samatha của Nhật, hiệu Samatha màu kem, Samatha thương hiệu của Nhật nha. Và dĩ nhiên là nó không phải da thật các anh chị, nó sẽ là da hãng nha, da tổng hợp cao cấp của hãng nha. Còn ổ khóa, còn chìa khóa. Size ngang miệng là được 24, ngang đáy là 28, cao lên là 23, độ dày 14, khoen khóa còn sáng trưng. Chìa nằm đây nha anh chị, từng cái nút là người ta dập Samatha hết. Hiệu này là hiệu cao cấp của Nhật. Bên trong này là lót vải nha, lót vải có tem Samatha ngay đây. Độ mới cái này nó khoảng cỡ 89-90%, tức nghĩa cũng là hàng si nhưng mà không có cái gì chê hết, nó không có xấu xí, không có gì hết. Màu sáng nhưng mà nó không có bị đậm màu, không có bị lỗi chỗ nào hết. Lưu ý nó không phải da thật anh chị, nhưng mà mình nhìn sơ mình tưởng da bò xước tăm không à. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Cái này em chốt cho mình mã số là K104. Giá của nó là 650, hàng hiệu của Samatha. Samatha, Savatha gì đó. Cái dòng của nó nhiều lắm nhưng mà cái tên cái hiệu là Samatha, mã K104, giá 650 cho cái túi Samatha này màu trắng kem. Tiếp tục. Túi này, túi vải nè, cái này là bằng vải, vải đan lại với nhau màu đen. Hôm trước em có một cái kia, cái quai của nó là quai quai gỗ đó. Giờ còn cái này, cái này thì xách như vậy, xinh lắm, dễ thương lắm. 23 nhân với lại 20, có cái khóa gài kiểu như hàng thủ công á anh chị. Cái này giá là 300 ngàn, chốt giùm em mã là K105, giá 300, K105, 300 ngàn cho cái túi vải này, độ mới rất là cao, K105, giá 300. Tiếp tục. Này gì? Đẹp đẹp nè. Da bò. Cái này là hàng có hiệu nha, có chứng nhận da nè. Có chứng nhận da chỗ này ha. Độ mới khoảng 85%, có trầy tâm. Form này chắc đeo chéo quá. Size ngang là được 23, cao lên là được 18. Nút đồ này nè nọ là dập hiệu hết. Rồi form này đeo chéo anh chị ơi, danh sen. Lót là lót vải nha, lót vải sọc. Cái lót của cái nắp là phun sơn nhưng mà phía bên dưới là vải sọc. Cái phun sơn nó có lỗi gì thì kệ nó cũng không có dính đồ của mình đó anh chị. Bên dưới là lót vải là ok rồi nè. Nhưng mà cái này em vẫn bán rẻ nha. Cái ngăn này nó cũng lót phun sơn luôn, nó chỉ có ngăn chính này là lót vải thôi. Dây là dây đeo chéo à, có dập hiệu. Cái này em ba bán nhanh, bán sale cho mình nha. Ngang sau nó cũng là phun sơn luôn. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã là K106 giùm em ha. Em bán cho mình với giá là 200, bán giá lỗi lót anh chị. K106, nhưng mà mình mua về mình xài bình thường chỉ có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ dưới cái nắp thôi, còn lại cái ngăn chính của nó ok. K106 giá 200 ngàn cho cái túi da bò. Rồi tiếp theo, túi vải nè. Túi vải ghi chữ là căng gôn màu đỏ nha, phơm tót nha anh chị. Miếng này là kiểu như miếng miếng nhôm đó. Rồi dương dán tót này đựng giấy A4 vô tư, hàng có chứng nhận của England ha, sản xuất này hiệu của nước Anh, màu đỏ bằng vải. Mình về mình giặt giùm em nha,
ngang là được 30 nè, cao lên là được 32. Cái tem này xinh quá, mình đeo cho cái túi khác cũng được. Rồi, túi này bằng vải. Chốt giùm em mã là K107. Giá của nó sẽ là 190, hàng hiệu của nước Anh. Cái này mình đựng giá 4 ok, màu đỏ. K107, giá 190.000. K107 giùm em. Tiếp tục. Em có combo hai cái này giống nhau đi. Combo ba cái luôn đi, còn cái giải nữa nè. Đây, một cái, hai cái, ba cái, mấy này chưa xài hết nha. Bằng giải đó anh chị. Đó, dạng mình đựng đồ á. Mọ 29 nè, nhân với lại 29. 29 nhân 29 nha. Còn cái kia một cái màu xanh với một cái màu cam cam da da ha, thì cái size nó giống nhau, nó vẫn là túi vải giống nhau. 40 nhân với lại 30. Rồi, combo ba cái này anh chị chốt giùm em mã là K108, giá là 250.000 cho combo ba cái. Ba cái túi vải nha. K108. K108. 250 cho combo ba cái túi vải. Rồi. Em có một cái túi Yahoo. Yahoo này còn dustpad luôn chị, hàng hiệu của Red One nè. Made in Italy nha, độ mới rất là cao. Form này mình xách đồ mỹ phẩm là Vivu. Size ngang là 26 nè, nhân với lại 19, nhân với lại 18. Khoen khóa là sáng trưng luôn, bên trong là lót vải nha. Cái dòng này thì mình không có xa lạ, không hiếm gặp đâu. Nhưng mà độ mới nó hơi hiếm là nó mới nhiều thôi. 500.000, mã số là K109. K109 giá 500. Cái này còn dust bath nha anh chị. K109 rất là mới. 500.000 cho cái túi Yahoo. Yahoo là da độc lạ đó anh chị. Rồi tiếp tục. Một cái túi du lịch nữa nè. Túi du lịch này là bằng da tổng hợp. Đây. Da tổng hợp độ mới cao nha, du lịch trống. Size ngang là được 46, cao lên là 25, độ dày 20. Phom trống nha, có chỗ móc dây và còn dây luôn. Rồi cái này em sale cho mình 400.000. Độ mới rất là cao nha. 400 chốt giùm em mã là K110. Giá 400.000 cho cái túi trống này. Vivu và nó rất là nhẹ gọn. Da tổng hợp độ mới cao, còn dây đeo. Tiếp tục. Cái túi này da tổng hợp, phom công sở đựng được 1 2 bộ đồ hoặc đi làm công sở cũng được. Da tổng hợp thời trang. 35 nhân với lại 25, có khóa kéo miệng nha, có chỗ móc dây. Mất cái dây luôn, không còn dây nha. Sale nhanh cho anh chị 180 cho cái túi này, 108. Mã là K111, giá 180.000. K111 giá 180 cho cái túi này. K111 108. Rồi, collet này của Calgaret của Pháp nè. Vải phối với lại da tổng hợp. Ngang là 27 nè, cao lên là được 20. 150.000, mã là K112. Giá là 150. 150.000, K112 cho cái túi này. 150, K112. Tiếp theo. Túi này xinh. Túi này da tổng hợp dập vân cá sấu, form là form đeo vai xách tay nha. Lưu ý nó là da tổng hợp nha anh chị. Size ngang miệng là 23, cao lên là 25, độ dày là 10 cm. Trời ơi, cái dàn khoen nó đẹp. Đây, độ mới cao, form hợp nha, form dễ thương lắm. Bên trong là lót vải nha, hàng có hiệu của Italy gì nè. Trời, đẹp vậy. Rồi có một ngăn khóa kéo nhỏ, có ngăn khóa kéo miệng luôn. Từng cái khoen người ta dập chữ Italy luôn. Nhưng mà cái này không phải da bò, không phải da cá sấu, không phải da bò. Nó là da tổng hợp thôi. Nhưng mà quá trời xinh luôn. 400.000 cho cái túi này. Mã K113. K113 giá 400 dùm em ha. K113 400.000 cho túi này. K113 giá 400. Cái ví nè. Cái ví này là của Martini của Ý đó. Cái hiệu này là hiệu chuyên gia làm bản đồ của anh chị nè, bên trong là còn tem còn sổ luôn nha, nhưng mà cái ví thì nó khoảng 85% thôi. Vải nha, vải trên đây nó có cái bản đồ, nó chìm chìm trên đó đó. Viền là da, lót là lót da, có độ trì sờ móng tay. Made in Italy, có nhiều ngăn, rất nhiều ngăn, ngăn đựng tiền đồ tùm lum tùm la hết trơn.
Nói chung là độ mới cao, hàng hiệu của Ý nha. Rồi size ngang là được 16 nè, nhân với lại 10. Cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 500 ngàn. 500 đang bán 600 mấy đó anh chị. K114 giá là 500. K114 giá 500 ngàn cho cái ví này. K114 giá là 500 cho cái ví Martini của Italy. Rồi. Một cái clutch của Renoma. Renoma này á, thì bên ngoài là bằng da có độ sờn gốc, bằng da thật nha anh chị. Nhưng mà bên trong á, thì cái lót của nó nè, cái lót của nó kiểu nó hơi xấu á. Mình xài nó không dính đồ nhưng mà nó kiểu để lâu nó bị khô, bị răng á. Nhìn sơ thì mình thấy nó không được thẩm mỹ nhưng mà mình xài thì ok nha, mấy cái vết này nó không có dính đồ đâu. Rồi em sale nhanh cái này cho mình 100 ngàn, K115. 100k. K115 nha, giá 100 ngàn cho cái clutch da bò của Renoma. Mình đựng giấy tờ là Vivo. Tiếp tục. Túi du lịch. Du lịch nè, vải phối với lại da tổng hợp luôn. Vải phối da tổng hợp nha anh chị, không có phải là da bò. Size ngang là 46, cao lên là được 32. Dáng này mình xách giùm em ha, bên trong là rộng rãi luôn, hàng có hiệu do ACE sản xuất. Đây, form của nó như vậy nha, các anh các chú mình xài ok, khoen khóa dập hiệu hết luôn. Cái này em bán cho mình mã số là K116, giá là 480.000 thôi. K116 rất là đẹp nha. K116 480.000, mới cao luôn. Cái này giá rẻ đó anh chị. Một cái túi trống du lịch nữa nè, da. Cái này là da phối với da tổng hợp nha. Phần màu đỏ là da tổng hợp, phần màu nâu là da thật. Cái này em hết cái form rồi cho nên là mình coi đỏ giùm em ha. Đó, nó như vậy, đỏ phối với lại nâu, hàng hiệu nha anh chị. Size ngang là 43, cao lên là được 27 nha. Cái này là hàng hiệu và được made in Italy, khoen khóa dập hiệu hết luôn. Form trống bên trong là lót da, còn dây luôn. Xịn nè, made in Italy ở đây nha anh chị nha. Cái phần màu đỏ không phải da bò nhưng mà nó là da tổng hợp rất cao cấp luôn. Đây, xịn quá. Cái này em bán cho mình với giá là 800. 800 ngàn cho cái túi của Italy nè. Chốt giùm em mã máy rồi. 800 ngàn, cái này là mã K117. Giá 800. K117. Giá 800 ngàn cho cái túi này. K117. Em coi còn túi nào nữa không? Để em giới thiệu luôn để mình chốt đơn, em đi đơn một lượt á anh chị. Túi đẹp nè. Đây. Cái này á, là da tổng hợp dập vân đà điểu nhưng mà nó form hợp rất là đẹp, Valentino nha. Form dáng Birkin á, đẹp lắm, cứng form, made in Japan luôn. Size ngang là được 35, cao lên là 20 27. Độ dày là 12, độ mới cao, rất cao. Bên trong là made in Japan luôn anh chị, tại người ta làm bằng da tổng hợp thôi nha. Cho nó rẻ đó. Rồi, hàng được made in Japan luôn, hàng hiệu Valentino. K63 giá là 450. K63 giùm em, dáng sách đi làm Vivu, nhìn sơ tưởng da đà điểu thiệt không, rất là đẹp. Rồi cái túi này bằng da tổng hợp, phơm hến da tổng hợp có răng ở cái quai, sách tay mini, ngang là được 28, cao lên là 20, độ dày là 12 cm, có khóa kéo miệng, bên trong là lót vải nha anh chị ơi. Lót vải sạch đẹp ha, hàng có hiệu. K65 giá 200. K65 200 ngàn xách tay. Mẫu này không có thiết kế dây. Rồi các Kristen, em còn cái túi này, các Kristen hàng hiệu của London. Vải phủ bóng nha, phủ nhựa, đựng được rất là nhiều đồ. Form xách tay hàng hiệu các Kristen. Rồi size ngang là được 40 nè, cao lên là được 22. K40 giá 290 ngàn. K40 giùm em 290. Rồi cái bộ Burberry nè, Burberry là một cái khăn với một cái túi nhỏ, xe nhanh cho anh chị 200. Có cái hộp nha, Burberry màu màu hồng đó. Này sale cho hết hàng đó, một cái ví nè, ví này thì nó có cái gương ở đây. Rồi có cái vải, cái này bằng vải nha. Cái sọc đặc trưng của Burberry. 13 nhân với lại 9, rồi một cái khăn tay màu hồng. 200 ngàn cho cái này, chốt giùm em mã của nó sẽ là mấy đây?
K118 giá 200. K118 200.000 cho cái set Burberry nha. Cái này chưa có xài nha anh chị, rẻ lắm. Cái này bán xả kho á, chứ không ai bán vậy đâu anh chị ơi. Rồi, K118 200. Tiếp tục. Tiếp tục là túi này. Cái này là Nina Ricci. Form công sở. Canvas phối với lại da. 29 nè, nhân với lại 23. Bên trong lót da có cái hơi sờn như đây một chút anh chị nha. Độ mới khoảng 80-82% thôi, không có mới ken ha. Đấy, bên trong nè, lót da anh chị. Rồi, phía sau lưng có một ngăn nữa nè. Túi này mã là K90, giá là 750. K90 giá 750 cho cái túi Nina Ricci. Form này thì mình chỉ xách thôi, không có gì đeo. Nina Ricci thì thường giá nó, nếu mà độ mới như vậy thì nó tầm vậy anh chị. Còn độ mới nó cao hơn thì nó sẽ giá 1 triệu mấy, 2 triệu mấy ha, tùy ha. Một cái clutch lăn xeo. Cái này thì có độ cũ, hàng Pháp, 24 nè, nhân với lại 18 nè, khoen khóa dập hiệu lăn xeo Paris. Rồi, ở trong đây thì là lót da dập hiệu nha, made in răng. 250 mã K7, 250 mã K7 dùm em ha. Rồi, em sẽ kết thúc video ở đây anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này. Sau video này thì em sẽ chốt đơn gói hàng và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.